Xin chào quý vị khán thính giả, Thùy Trâm rất vui khi được gặp lại quý vị trong thời lượng của chương trình Thời sự 365. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và dõi theo chương trình. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn cập nhật được những tin tức thời sự đáng chú ý nhất trong ngày. Còn ngay bây giờ, Thùy Trâm xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Ca mắc Covid-19 tăng, Sóc Trăng siết lại hoạt động, cấm dân ra đường ban đêm. Ca bệnh tăng cao, Bắc Ninh giáo diết chống dịch. Lý do Sở Y tế Cần Thơ đề nghị nâng cấp độ dịch Covid-19 lên cao nhất. Các cơ sở sản xuất phải tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho công nhân. Ca mắc Covid-19 tăng cao, Sóc Trăng siết chặt nhiều hoạt động, cấm dân ra đường ban đêm. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng có quyết định cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 29 tháng 11, toàn tỉnh này là vùng cam, có 2 huyện vùng xanh là huyện Mỹ Xuyên và Cù Lao Dung, 2 huyện vùng vàng là thị xã Ngã Năm, huyện Long Phú, 7 huyện vùng cam, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành, huyện Kế Sách và huyện Thạnh Trị. Có 34 xã vùng xanh, 43 xã vùng vàng, 32 xã vùng cam. Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, trong ngày 27 tháng 11, tỉnh có thêm 714 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc đến nay là hơn 15.650 ca, trong đó đã điều trị khỏi 10.208 ca, đang điều trị 5.350 ca, 98 ca tử vong. Địa phương có số ca mắc nhiều nhất là huyện Trần Đề với 3.494 ca, huyện Kế Sách 2.347 ca, thị xã Vĩnh Châu 2.197 ca. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Số ca mắc trong cộng đồng phát sinh ở hầu hết các địa phương. Đáng lo ngại là khả năng sẽ còn nhiều trường hợp chưa được phát hiện trong cộng đồng hoặc các trường hợp F1 nguy cơ cao chưa được cách ly kịp thời. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu hỏa tốc yêu cầu người dân không ra đường từ 21 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, trừ một số trường hợp quy định. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 đến khi có thông báo mới. Yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho nhân dân, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine hạn chế đến những nơi công cộng để phòng ngừa bị lây nhiễm dịch bệnh. Các địa phương tổ chức quản lý chặt các trường hợp F0, F1 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế. Các trạm y tế phải bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ để tiếp nhận thông tin, xử lý các trường hợp F0, F1 trên địa bàn và đáp ứng kịp thời yêu cầu hỗ trợ y tế của nhân dân. Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh và ý thức tuân thủ 5K của mọi người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Sóc Trăng cũng giao Sở Y tế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các túi thuốc, sinh phẩm xét nghiệm cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, thành lập các đoàn kiểm tra hàng ngày về công tác tiêm ngừa, kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những địa phương thực hiện chưa đúng các quy định, đặc biệt không để xảy ra tình trạng tập trung quá đông người ở các điểm tiêm ngừa vaccine. Đối với các sở ban ngành thì hạn chế số lượng người làm việc tại cơ quan và không tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa thật sự cần thiết để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đặc biệt lưu ý ban lãnh đạo các đơn vị hạn chế cùng tham dự chung một cuộc họp, tiếp tục xét nghiệm tầm soát cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm. Ca bệnh tăng cao, Bắc Ninh giáo diết chống dịch. Thưa quý vị, theo công bố của tỉnh Bắc Ninh ngày 27 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 109 ca mắc mới COVID-19. Trước đó, ngày 26 tháng 11, Bắc Ninh có đến 170 ca nhiễm. Tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã gần 4.400 người. Tình hình dịch diễn ra phức tạp đang diễn ra tại thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du, thành phố Từ Sơn, huyện Lương Tài, huyện Gia Bình. Để ứng phó, tỉnh Bắc Ninh đưa ra nhiều biện pháp kiểm soát dịch trong cơ sở sản xuất và khu dân cư. Nếu có F0, các cơ sở sản xuất doanh nghiệp cách ly F0 tạm thời tại chỗ trước khi đưa đi chữa trị. Các trường hợp F1 cách ly tại khu vực riêng biệt. Đối với trường hợp F1 nguy cơ cao, tiếp xúc gần dưới 2 mét, cùng dây chuyền, cùng ăn, cùng nghỉ trưa, nếu đã tiêm đủ liều vaccine, thực hiện xét nghiệm PCR mẫu đơn, nếu kết quả xét nghiệm âm tính, thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú 14 ngày. Với người tiêm chưa đủ liều vaccine, thực hiện xét nghiệm PCR mẫu đơn, cách ly tập trung 7 ngày nếu có kết quả âm tính. Với người chưa tiêm vaccine, thực hiện xét nghiệm PCR mẫu đơn, cách ly tập trung 14 ngày nếu xét nghiệm âm tính. Tại hộ gia đình, tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo các thành viên cần thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi về nhà, sau khi ho, hắt hơi, khi cầm nắm tiếp xúc với các vật dụng có nguy cơ như cửa, tay nắm cửa, công tắc điện, bồn cầu. Nếu gia đình có người già, người cao tuổi, người có bệnh nền, bệnh mãn tính thì hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Đối với các hộ gia đình có kinh doanh cung cấp dịch vụ, cần ký cam kết với chính quyền địa phương về việc thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 28 tháng 11, tỉnh Bắc Giang công bố chỉ có 9 ca F0, tuy nhiên Bắc Giang cũng đang có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Giang vào chiều ngày 27 tháng 11, địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số chùm ca mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây trong cộng đồng và lây nhiễm thứ phát từ những người đi từ vùng dịch về địa phương. Trong đó liên quan đến người về từ vùng dịch, tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên phát hiện 2 ca F0 có yếu tố dịch tễ từ công ty trách nhiệm hữu hạn Can Nông ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa ghi nhận 4 người nhiễm từ chuỗi dịch bệnh của quán karaoke huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện 6 ca nhiễm chưa rõ nguồn lây. Tại hội nghị trực tuyến 3 cấp tỉnh, huyện, xã về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Bắc Giang chiều ngày 27 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ông Lê Anh Dương đánh giá nguy cơ lớn nhất của tỉnh là số công nhân đi làm từ Bắc Ninh về và người dân đi từ tỉnh, thành phố có dịch về. Để làm tốt công tác phòng dịch thời gian tới phù hợp với nghị quyết 128, đồng thời đề nghị ban chỉ đạo các cấp, trung tâm chỉ huy các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã ban hành. Ông Lê Anh Dương yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm soát, quản lý chặt người về từ các tỉnh, thành phố có dịch, đặc biệt là người về từ tỉnh Bắc Ninh. Các địa phương cần quản lý chặt, lấy xã phường thị trấn là pháo đài, quản lý từng địa bàn, quản lý di biến động dân cư đi đến địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị các xã phường thị trấn lập danh sách tất cả các công dân và người dân thường xuyên đi làm, công tác, học tập tại Bắc Ninh, giao nhiệm vụ cho tổ COVID-19 cộng đồng nắm di biến động của người dân thường xuyên đi từ Bắc Ninh về địa bàn, yêu cầu 3 ngày xét nghiệm một lần. Những công ty có xe đưa đón và cam kết một tuần xét nghiệm 2 lần đối với công nhân, người lao động thì vẫn cho đi làm bình thường. Tuy nhiên, địa phương phải nắm được danh sách để quản lý và phản ứng nhanh, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương trong tỉnh Bắc Giang cũng được yêu cầu mở chiến dịch tuyên truyền rộng rãi tới công nhân, người lao động, người dân đi làm tại Bắc Ninh để hiểu rõ khi lý do Sở Y tế Cần Thơ đề nghị nâng cấp độ dịch COVID-19 lên cao nhất. Thưa quý vị, theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới tăng mạnh. Trong 14 ngày qua, trên địa bàn ghi nhận 10.056 ca bệnh mới, trung bình hơn 700 ca mỗi ngày. Căn cứ hướng dẫn xác định cấp độ dịch, thành phố Cần Thơ đang thuộc cấp độ 3. Tuy nhiên, do không đạt yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 nên phải tăng lên một cấp độ. Vì vậy, theo Sở Y tế áp dụng mức nguy cơ và cấp độ dịch trên địa bàn thành phố lên cấp 4. Cụ thể, hiện tại Cần Thơ có 3 quận huyện cấp độ 3 và 6 quận huyện cấp độ 4. Đơn vị xã phường thị trấn hiện có 2 đơn vị cấp độ 1, 4 đơn vị cấp độ 2, 35 đơn vị cấp độ 3 và 42 đơn vị cấp 4. Trong ngày 27 tháng 11, toàn thành phố Cần Thơ ghi nhận 835 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 508 ca phát hiện trong thời gian cách ly tại nhà, 127 ca phát hiện trong khu vực cách ly phong tỏa, 185 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và 15 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Có 401 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi và 2 người tử vong. Về vấn đề tiêm chủng, hiện tại thành phố Cần Thơ đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 đạt 81% trên tổng dân số, mũi 2 đạt 65,9% trên tổng dân số. Trong đó, số người trên 18 tuổi được tiêm mũi 2 đạt 86,7%, người trên 50 tuổi đạt 70,4% và người trên 65 tuổi đạt 68%. Các cơ sở sản xuất phải tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho công nhân. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật hướng dẫn tổ chức xét nghiệm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố. Theo đó, các cơ sở lao động thực hiện nghiêm việc tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho người lao động khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ. Khi bắt đầu tổ chức lại hoạt động sản xuất với công suất 100% người lao động quay lại làm việc, các đơn vị thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh mẫu gộp 3-5 hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp 10-20 tùy theo cấp độ dịch. Cụ thể, nếu ở cấp độ 1, cấp độ 2 xét nghiệm 20% người lao động có nguy cơ cao mỗi tuần, nếu ở cấp độ 3, cấp độ 4 xét nghiệm 30% người lao động có nguy cơ cao mỗi 2 tuần. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ. Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở lao động chủ động lập kế hoạch, tổ chức xét nghiệm cho người lao động tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị và tình trạng người lao động, liên hệ trung tâm y tế địa phương nơi lưu trú đóng để được hướng dẫn lựa chọn sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên phù hợp với cách thực hiện xét nghiệm nhanh. Ngoài ra, nếu cơ sở lao động có nhu cầu làm xét nghiệm PCR cho người lao động có thể hợp đồng với cơ sở y tế theo đúng quy định để lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm. Theo chia sẻ của tiến sĩ Hồ Quốc Lực, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Fimex Việt Nam, thì từ nửa tháng nay, các tỉnh miền Tây liên tục có nhiều ca nhiễm và các ổ dịch mới, khiến các doanh nghiệp tôm cũng luôn trong tình trạng lo âu, căng thẳng. Cứ nghe tin ấp xã nào có người nhiễm bệnh là doanh nghiệp phải rà soát lại người lao động của mình có ai liên quan hoặc gần chỗ ở, để từ đó sàng lọc xét nghiệm và sắp xếp chỗ ở tại chỗ. Còn trong doanh nghiệp, khi tầm soát y tế phát hiện người lao động nghi dương tính, giải pháp của doanh nghiệp là nhanh chóng tăng tần suất tầm soát. Trước đây 7 ngày kiểm 20%, sau đó tăng lên 3 ngày kiểm 20%, thì nay 3 ngày phải sau một lượt kiểm cho toàn bộ người lao động. Thậm chí thêm kiểm PCR cho an toàn. Tới bây giờ, đại đa số doanh nghiệp tôm đều đã trải qua ít nhất một lần xử lý F0 trong doanh nghiệp. Ông Lực thông tin, ngày 28 tháng 10, Ủy ban Tôm và SEP đã họp bàn các nội dung liên quan việc phục hồi các hoạt động của doanh nghiệp chế biến nói riêng, ngành tôm nói chung và cái nhìn cho tương lai gần về nguyên liệu thị trường. Ý kiến số đông là giữ vững an toàn trước khi triển khai sản xuất, an toàn mới sản xuất. Mong là các nhà điều hành doanh nghiệp tôm sẽ cụ thể hóa suy nghĩ hành động thiết thực, khẩn trương kịp thời để giữ vững thành trì của từng doanh nghiệp và nhất là quyết tâm không để gãy đổ chuỗi sản xuất con tôm. Tương tự, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Progin, do tác động của đại dịch Covid-19, công ty có khoảng 6% tổng số người lao động đã nghỉ việc. Vì vậy, công ty đang đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động. Nhiều đơn hàng bị chậm tiến độ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Ngày 6 tháng 10, công ty đã mở cửa hoạt động trở lại. Để đón số lượng lớn công nhân trở lại làm việc sau dịch, đơn vị đã tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo 5 đợt cho gần 40.000 người lao động và đã phát hiện có 147 ca dương tính. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh định kỳ cho công nhân có nguy cơ cao vào ngày thứ 3 hàng tuần. Với những trường hợp F0, công ty tiến hành cách ly vào khu cách ly tạm thời tại công ty, báo cáo về trung tâm y tế địa phương để xử lý. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 cũng cho rằng hiện nhiều doanh nghiệp ngành may cũng đang ghi nhận có trường hợp công nhân trong nhà máy bị nhiễm Covid-19. Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế khẳng định, muốn doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất, sống chung với dịch bệnh Covid-19, rất cần có những khu cách ly, khu điều trị ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Những khu này sẽ xử trí nhanh các ca bệnh. Một số khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch hoặc là triển khai xây dựng các khu cách ly, khu điều trị để xử lý F0 kịp thời. Ban quản lý khu công nghệ cao đã xây dựng khu cách ly tập trung tạm thời với 200 giường bệnh, tiếp nhận các bệnh nhân là người lao động có kết quả PCR dương tính nhẹ hoặc không có triệu chứng, không có bệnh nền và không đủ điều kiện tự cách ly tại nhà. Đến nay, khu cách ly tập trung đã hoàn tất giai đoạn đầu từ 50 đến 70 giường. Ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiệp hội cũng có kiến nghị thành phố cho phép thành lập các khu thu dung điều trị trong khu công nghiệp để điều trị tại cho nhân viên, công nhân bị nhiễm Covid-19. Theo đó, các nhà đầu tư tham gia cơ sở y tế ban đầu cho khu thu dung, bệnh viện dã chiến. Phần còn lại là nhân viên và chính sách điều trị thì nhà nước gánh cùng doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn sản xuất. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh có 12.860 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Đến đầu tháng 11 năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký mở lại hoạt động là 7.872 doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động theo bộ tiêu chí vừa an toàn phòng chống dịch, vừa sản xuất. Thêm 14 ca cộng đồng, Yên Bái dừng hoạt động karaoke, nhà hàng. Thưa quý vị, sáng ngày 28 tháng 11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, tính đến sáng cùng ngày, toàn tỉnh đã phát hiện thêm 14 trường hợp mắc COVID-19 có liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng, nâng tổng số F0 trong cộng đồng lên 12 ca. Cụ thể, tại huyện Yên Bình 2 trường hợp, thành phố Yên Bái 8 trường hợp và huyện Trấn Yên 5 trường hợp. Các bệnh nhân F0 có lịch trình di chuyển phức tạp, đặc biệt trong số 8 trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Yên Bái thì có 6 người là nhân viên quán hát Hoàng Hà. Đây là nơi bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng ở tỉnh đã đến hát. Để kịp thời khoanh vùng truy vết, ngăn chặn dịch lây lan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình dừng ngay hoạt động của các quán karaoke, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các quán ăn, nhà hàng mua mang về nhà. Thời gian thực hiện từ 7 giờ ngày 28 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình lấy mẫu cho toàn bộ chợ, quán ăn, karaoke, quán nước, xe ôm, taxi, nhà hàng tại thị trấn, huyện. Riêng thành phố Yên Bái lấy mẫu ở khu vực trên toàn thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án nhân lực để huy động truy vết, điều trị theo yêu cầu, rà soát hướng dẫn cách ly F1 tại nhà và phân luồng điều trị tại bệnh viện theo đúng quy định. Liên quan đến các trường hợp F0, Sở Y tế tỉnh Yên Bái thông báo khẩn tìm những người có mặt tại các địa điểm cụ thể như sau. Sân bóng đá Sunrise km 4 thành phố Yên Bái từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 23 tháng 11. Hai quán nước tại đường Trần Phú, thành phố Yên Bái bao gồm một quán Phượng Hà gần quán bún cá số 299 đường Trần Phú và một quán số 293 đường Trần Phú gần quán tạp hóa Cường Linh vào lúc 12 giờ đến 13 giờ ngày 24 tháng 11. Quán bia Trường Hải đường Trần Phú, thành phố Yên Bái từ chiều ngày 24 tháng 11 đến 18 giờ ngày 24 tháng 11. Sáng ngày 25 tháng 11 đến bến xe Nước Mắt, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, sau đó về quán Photo Hằng Minh gần nhà tại tổ dân phố số 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Bưu điện Trấn Yên khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 11. Quán nét Thanh Đoan, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên vào các thời điểm từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 26 tháng 11, từ 16 giờ đến 17 giờ ngày 27 tháng 11. Sân bóng Hàng Nam, thành phố Yên Bái từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 26 tháng 11. Quán nước Cô Bảo, cổng trường Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên sáng ngày 27 tháng 11. Quán cắt tóc Em Hoàng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 11. Điểm tiêm chủng thường xuyên tại trạm y tế xã Việt Thành, huyện Trấn Yên từ 8 giờ 15 đến 9 giờ sáng ngày 24 tháng 11. Sở Y tế Yên Bái đề nghị các trường hợp liên quan liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến các đường dây nóng 0964 671 010, Sở Y tế tỉnh Yên Bái 0853 459 000, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, những người liên quan cần cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình. Cảnh trớ trêu của dòng người chạy khỏi Nam Phi vì biến chủng Omicron. Thưa quý vị, những lo ngại về biến chủng mới Omicron khiến nhiều nước quyết định hạn chế đi lại với hàng loạt quốc gia ở châu Phi, kéo theo làn sóng người nước ngoài vội vã rời khỏi khu vực này. Valeria Leduc, một công dân Bỉ bị kẹt ở sân bay Rustenburg, tỉnh Gauteng của Nam Phi, sau khi Thụy Sĩ cấm các chuyến bay từ quốc gia này vì lo ngại biến chủng Omicron. Leduc là một người bạn là Sander Westerland đã chật vật mới có thể đổi vé sang sân bay Johannesburg. Cuối cùng, họ cũng được lên chuyến bay hồi hương cất cánh từ Ethiopia 3 ngày sau đó với mức giá vé là $1.130. Leduc, 30 tuổi, chia sẻ bức xúc khi kế hoạch trở về Bỉ của cô bằng chuyến bay hạ cánh ở Thụy Sĩ buộc phải hủy vì Thụy Sĩ đang cấm nhập cảnh và quá cảnh người đến từ Nam Phi. Chúng tôi cảm giác như vừa bị phạm một tội ác. Rất nhiều công dân nước ngoài khác ở Nam Phi rơi vào cảnh tương tự của Leduc. Những tin đáng lo ngại về biến chủng Omicron cùng với phản ứng nhanh chóng của nhiều quốc gia trên thế giới đã kéo theo làn sóng người nước ngoài vội vã rời Nam Phi. Giá vé máy bay từ Nam Phi đến các nước theo đó cũng tăng vọt. Ví dụ, giá vé từ Nam Phi về Anh tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 24 giờ sau khi chính phủ Anh ban lệnh hạn chế đi lại với Nam Phi chiều ngày 26 tháng 11. Sân bay ở Nam Phi bỗng chốc chật kín hành khách, ồn ào và hỗn loạn. Nhiều người mệt mỏi xếp hàng tại các quầy vé, nhiều người chờ đợi tại các quán cà phê trong sân bay, hay có người hoang mang đề nghị sự giúp đỡ của đại sứ quán hoặc công ty lữ hành. Nhiều người lựa chọn cho mình giải pháp đặt vé bay từ Nam Phi sang một số quốc gia châu Phi khác như Ethiopia hoặc là Cộng hòa Congo, những nước chưa bị liệt vào danh sách đỏ đi lại. Warren Koki, một hành khách từ Ireland kẹt lại Nam Phi cho biết, tôi đến đây để dự đám cưới anh trai, nhưng giờ phải rời đi khắp. Một số người bạn của tôi đã lên máy bay trở về Anh ngay lúc lệnh cấm được ban hành và hiện đang mắc kẹt ở Frankfurt, Đức. Nhân viên sân bay cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rara Hader, một nữ sinh 25 tuổi đến từ Đức, cũng bị mắc kẹt khi đang có chuyến du lịch cùng bạn bè ở Nam Phi. Chúng tôi đang cố gắng đổi vé nhưng không được, không còn chuyến bay nào còn vé, chúng tôi buộc phải mua một vé mới, cô cho biết. lượng khách đổ về sân bay John Handenburg đang tăng đột biến đến mức ban quản lý sân bay cũng bị động. Máy in tại các điểm xét nghiệm COVID-19 tại sân bay thậm chí hết mực chưa kịp thay. Robert Gieber, 36 tuổi, một chuyên gia địa chất người Đức kể, họ không thể in kết quả xét nghiệm, nhân viên cũng không thể gửi kết quả email cho cơ quan phụ trách, còn người quản lý thì đang ở nhà. Gieber cho biết, theo quy định của chính phủ Đức, công dân hồi hương phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24 giờ trước khi lên máy bay, thay vì chỉ cần chứng nhận tiêm chủng như trước kia. Đồng nghiệp của Gieber phải liên tục theo dõi thời sự và thông tin trên trang web của chính phủ bằng điện thoại để cập nhật những quy định mới nhất về nhập cảnh trong bối cảnh có nhiều lo ngại về biến chủng Omicron từ Nam Phi. Họ không biết liệu họ có phải cách ly tại khách sạn sau khi trở về nước hay không, hay chỉ cần cách ly tại nhà. Ole Scolder, một đồng nghiệp của Gieber nói, thật bực mình. Biến chủng Omicron tên khoa học là B.1.1.529 xuất hiện đầu tiên ở Nam Phi và Botswana, hiện đã xuất hiện ở một số nước như Israel, Anh, Italy và đặc khu hành chính Hồng Kông. Sở dĩ biến chủng này gây hoang mang do có chứa khoảng 50 đột biến, trong đó có 32 đột biến trên protein gai. Với lượng đột biến bất thường này, giới chuyên gia lo ngại biến chủng mới của SARS-CoV-2 có thể dễ lây lan hơn hoặc dễ kháng vaccine và miễn dịch tự nhiên hơn.